Xin chào mọi người. Cũng đầu năm thấy hơi thưa, hơi vắng. Cái video mà Đoàn Quý Lâm up lên đúng không nào? Mình nhớ là mắc nợ một số anh chị em có comment yêu cầu nói rõ hơn, phân tích nhiều hơn nữa về cái từ giáo dục, về unschool, homeschooling. Về việc không cho trẻ đến trường. Hôm nay Đoàn Quý Lâm sẽ tiếp tục cái chủ đề này. Chắc là mọi người vẫn còn bị ám ảnh bởi cái sự mà giữ trật tự ở lớp học. Thường xuyên là có những cái câu nạt nổ của thầy cô giáo. Im! Trật tự! Xếp hàng! Khi nào được nói mới cho nói. Cho nói mới được nói. Khi nào cho làm mới được làm. Làm cái gì? Giáo viên bảo đúng là đúng mà sai là sai. Phải khoanh tay lên trên bàn. Phải này, phải nọ. Phải làm bài tập. Phải thuộc bài. Cho dù cái bài không thích cũng phải thuộc. Phải làm một cái công thức, nhớ một công thức nào đó. Mà không thích cũng phải nhớ. Nhớ để không để làm gì, không áp dụng vào đâu cũng phải nhớ. Để gì? Để trả lời cho thầy cô giáo. Thầy cô giáo thì có thể là năm này qua tháng khác cứ một bài giảng đó. Cứ giảng đi giảng lại, giảng đi giảng lại, giảng đi giảng lại. Suốt cả cuộc đời thầy cô giáo luôn. Cho đến lúc nhận quyển sổ hưu, về nghỉ hưu. Trong khi đó học trò thì phải rất nhiều từ kiến thức từ các sách vở và từ các thầy cô. Cho nên là thầy cô thì khỏe, đúng không? Thầy cô thì khỏe bởi vì thầy cô chỉ dạy có một môn đó mà dạy đi dạy lại, làm sao quên được, đúng không? Cùng lắm là tối hôm trước khi mà thầy cô lên lớp thì thầy cô sẽ dở giáo án ra và đọc lại, xem lại bài giảng. Sau đó là lên lớp giảng. Nhưng mà nhiều thầy cô cũng chả nhớ nổi. Cũng lên lớp, cũng dở giáo án ra, đọc chép. Rất là khỏe cho thầy cô. Nhưng mà học sinh thì luôn luôn là phải học bài mới. Học hết lớp 1 thì phải lên lớp 2, hết lớp 2 lên lớp 3, hết cấp 1 thì lên cấp 2, hết cấp 2 lên cấp 3, lên đại học. Và để mà lên lớp, để mà bước qua những cái năm học khác nhau thì học sinh phải giải quyết rất nhiều thứ. Mà một người lớn trưởng thành có thể không nể kháng, không thể cản đáng nổi. Nếu giờ bắt một cái anh giáo viên ấy, bây giờ anh, ông bà phải nuốt hết cái đống kiến thức của một học sinh đang học đó. Chắc là cái người giáo viên đó cũng sẽ đầu hàng. Nhưng mà người giáo viên sẵn sàng bắt học sinh phải nuốt hết tất cả những cái thứ mà một người trưởng thành có thể không nuốt hết được. Và khi mà chúng ta dạy áp đặt như vậy đó thì chúng ta bỏ qua cái sáng tạo, đúng không? Giáo viên dạy cho học trò một cái bài thơ và khi học trò đáp lại bài thơ đó y chang đọc thuộc lòng thì xong, coi như học người học trò đó là 10 điểm. Nếu giáo viên dạy cho học trò một cái công thức nguyên si trọn vẹn như vậy và học trò sẽ làm bài kiểm tra và nôn ra nguyên si trọn vẹn như vậy, không có sự tiêu hóa, chỉ có sự nhớ và ói ra lại đó, không phải ói bằng miệng mà ói bằng cái trí nhớ, thì như vậy là 10 điểm. Nếu mà nhớ ít hơn thì 9 điểm, 8 điểm, 7 điểm. Còn nếu mà không nhớ thì là 0 điểm, 1, 2, 3 điểm. Đó là một cái số những cái tệ hại của ngành giáo dục truyền thống mà chúng tôi đã nhìn thấy từ lâu và chúng tôi đã tránh xa nó. Nhưng mà nhiều phụ huynh chưa đủ can đảm, chưa đủ hiểu biết, chưa đủ quan sát để có thể đưa ra cái lựa chọn. Mặc dù biết được cái sự vô lý, mặc dù biết được cái sự độc ác, biết được cái sự tệ hại,
Nhưng mà thôi, cả xã hội này đều làm như vậy mà, mình cũng phải làm như vậy thôi. Lỡ sau này con lớn lên nó trách mình, sao mình không cho nó đi học hay sao? Đi học để kiếm cái bằng. Mặc dù là tất cả những người đều từng qua trường lớp rồi đều đều hiểu được rằng là ở trong cái trường lớp nó sẽ có rất là nhiều cái màn tra tấn, nhiều cái màn tra tấn về trí nhớ, về trật tự, về kỷ luật, về cái việc phải làm theo người khác, về cái việc phải không không được làm những cái mình thích, về sự gò ép, về sự quản lý, rất nhiều thứ ở trong đó. Và rồi thì chúng ta cứ ôi dào, người khác con người ta sao thì con mình vậy. Nhưng mà trong khi mình nói với các phụ huynh mà có cái ý tưởng mà cho con homeschool hoặc là unschool, giáo dục tại nhà đấy, thì mình nói các bạn chỉ cách cái sự tự do một quyết định mà thôi. Cách cái sự tự do chỉ có một cái quyết định mà thôi. Quyết định đó là của mình. Nhưng mà rất nhiều người không dám chạm đến tự do, bởi vì không dám tự đưa ra quyết định, mà để cho cuộc đời quyết định, để cho xã hội quyết định, để cho số đông quyết định, để cho truyền thống, cái suy nghĩ lối mòn nó quyết định. Và chúng ta không dám chạm đến ngưỡng cửa của sự tự do. Và chúng ta cứ ở trong những cái khuôn khổ mà người ta đã đặt ra cho mình. Mặc dù chúng ta thấy sai, vô lý, thấy rất là vất vả với nó, nhưng mà chúng ta lại sẵn sàng tuân theo, dễ dàng tuân theo hơn là làm một cái điều gì khác. Thì mình mới nghiệm ra là thế này, cái việc mà chúng ta làm theo sự sắp đặt của xã hội thì chúng ta tưởng rằng là chúng ta sẽ được, và thực tế là như vậy, không phải tưởng nữa mà sẽ được trọng vọng, sẽ được ghi nhận, sẽ được trao thưởng. Mặc dù chúng ta phải đưa con mình đến một cái môi trường mà nó phải đấu tranh hàng ngày, nếu mà nó có một cái niềm vui vì nó điểm cao thì cái bạn bên cạnh sẽ có một cái nỗi buồn vì điểm thấp. Và nếu bạn ở trong lớp có một cái niềm vui điểm cao thì có thể con mình sẽ có một cái nỗi buồn thua kém bởi vì xếp hạng sau bạn đó. Và cái sự đấu tranh giành giật so bì nó được huấn luyện từ rất là bé cho đến lớn, và khi ra lò là nó trở thành một cái đứa mà nó sẽ luôn luôn đấu tranh, luôn luôn giành giật, luôn luôn so bì. Và bởi vì nó đã suốt mười mấy năm nó đã tôi luyện cái đó rồi thì không thể nào ra đời mà nó trở thành một người mà sống khác khác được với những cái cách mà người ta đã tôi luyện ra nó. Nghĩa là nó không thể nào mà để mà mất một cái thời gian rất là dài để như Đoàn Quý Lâm mới có thể là nhận ra rằng à, cuộc sống là tự do riêng mình, không cần phải so sánh với ai, không cần phải đua với ai, không cần phải tranh với ai. Người khác thành công mình chúc mừng, người khác hơn mình chúc mừng, người khác thua mình cũng không có đè bẹp họ, và mình phải dìu giúp người khác. Mình làm cho mọi người đều đang ở vị trí rất tốt của họ và không có vấn đề gì hết, không cần so sánh, không cần phải sắp hàng và bắt đầu chạy 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 để đua nhau, đua thi hoa hậu, đua thi học sinh giỏi, đua thi xạ thủ, đua thi là game thủ, đua thi là người giỏi, người dở, người đẹp, người xấu. Không cần, bởi vì mỗi người một lĩnh vực. Người làm nông cứ làm nông cho giỏi, người chế tạo máy cứ chế tạo máy cho giỏi, không cần phải so sánh với nhau. Còn người huấn luyện chó cứ huấn luyện chó cho giỏi thì chắc chắn sẽ giàu. Người trồng hoa cứ trồng hoa cho giỏi, chắc chắn sẽ giàu. Người dạy bơi cứ dạy bơi cho giỏi, chắc chắn sẽ giàu. Không cần phải đua, không cần bắt phải một người dạy chó phải đi đi học những cái thứ quá là cao siêu để mà huấn luyện cá heo. Không, cũng cần bắt một người mà có kỹ năng của huấn luyện cá heo phải qua học về trồng hoa, hoàn toàn không cần.
Theo như Đoàn Quyết Long quan sát và nghiệm ra từ bản thân mình nữa thì con người trưởng thành chỉ cần mài giũa cho mình một thôi, một cái kỹ năng nhỏ thôi là có thể làm giàu được rồi. Giống như xóm mình đang ở này, có vợ chồng kia trồng hoa rất là giỏi, và hai anh chị đó chỉ có trồng hoa thôi và mua được xe hơi, mua được đất, sống một cuộc sống cũng tương đối là giàu có. Và những cái hộ dân khác thì họ có thể chuyên về trồng súp lơ thôi, họ hay là họ có thể chuyên về trồng một cái loại hoa lay ơn thôi, thì người ta có thu nhập rất là tốt và đều đặn, bởi vì người ta có mối đều đặn. Trong cái nông nghiệp đó, có thể chia nhỏ ra nữa, chia nhỏ ra nữa. Ví dụ có một người chỉ chuyên trồng cà rốt thôi, và anh ta sẽ tạo cho mình được một cái giống cà rốt ngon nhất, chuẩn nhất, sạch nhất, hoặc là khoai tây, hoặc là giống bơ. Thế thế thì là người ta sẽ sống được bằng cái đó, bằng cái việc người ta chuyên tâm vào cái đó, chứ không phải là học trồng 100 loài cây để cuối cùng chỉ mưu sinh bằng một cái loại cây. Cho nên nếu mà ra đời khi mà trưởng thành rồi muốn mưu sinh, mài giũa một kỹ năng đó. Giống như Đoàn Quý Lâm từng nói, mình đã không có học nghề báo cho đến khi trưởng thành, nhưng mà đến khi trưởng thành rồi mình muốn đi làm nghề báo, mình đã học cái nghiệp vụ báo chí có 3 tháng thôi, nghiệp vụ báo chí 3 tháng, và mình đã trở thành một cái nhà báo tương đối là có cái vị trí tốt ở trong cái làng báo Việt Nam. Rất đơn giản, học có 3 tháng nghiệp vụ chứ không cần phải học 5 năm đại học. Các bạn học 5 năm đại học báo chí chứ chắc đã làm tốt, làm báo tốt bằng mình, bởi vì mình đã không cả phải học quá nhiều, mình học rất là cô đọng trong những cái thứ kiến thức căn bản nhất của báo chí, cho vậy mình làm tốt hơn những người mà học quá nhiều về báo chí. Còn bây giờ chúng ta dàn trải, chúng ta bị căng quá, quăng sức quá nhiều thì chúng ta sẽ bị mất sức, và chúng ta không còn cái linh hoạt, không còn lanh lẹ, không còn thông minh, không còn được sắc bén trong một cái lĩnh vực nào đó nữa. Và do vậy mà mình thấy là không có lo lắng gì cho tương lai của các bạn nhỏ nếu mà các bạn nhỏ không đến trường, mà mình thấy lo lắng hơn cho các bạn nhỏ nếu như mà các bạn nhỏ đến trường và học nhiều quá. Và khi học nhiều quá nữa, các bạn sẽ không còn mài giũa được một cái gì sắc bén cho riêng mình, mà các bạn bởi vì các bạn bị dàn trải ra quá rộng và quá nhiều, thành ra không có chuyên vào một cái gì cả. Và sau rồi các bạn, cái công việc phù hợp nhất cho các bạn đó là các bạn đi làm mướn, đi làm thuê, đi làm thuê, và bị giới tài phiệt, giới chủ bóc lột nó sẽ đưa vào từng vị trí, từng vị trí, từng vị trí, và cứ ở cái vị trí đó trong cái chuỗi của họ. Và như vậy rồi cứ tư duy là đi xin việc và đi làm mướn suốt đời thôi. Khi đó cũng không còn đủ can đảm, không đủ dũng khí để mà đứng ra tự làm chủ bản thân mình, làm chủ sự nghiệp của mình. Không còn cái nhiều cái tham vọng, mà chỉ cần là mình đã tốn quá rất nhiều tiền và nhiều thời gian để kiếm được một cái bằng, thì đương nhiên là phải đi làm thuê thôi, bởi vì cái bằng đó chúng ta cầm cái bằng để đi xin việc, chứ chẳng có ai cầm cái bằng để mà đi làm chủ hết. Làm chủ thì cần gì bằng, đúng không? Chúng ta có thể làm chủ từ rất sớm nếu chúng ta không phải đi tìm kiếm cái bằng. Trong khi đó chúng ta đã tốn quá nhiều cái tiền bạc cho việc kiếm một cái bằng, tốn quá nhiều thời gian, công sức cho việc kiếm một cái bằng, thì chúng ta sẽ không nỡ bỏ xó nó, không nỡ vứt nó qua một bên, và chúng ta phải sử dụng nó để đi xin việc. Đó cũng là một cái bẫy nữa. Như vậy thì mình đã so sánh khá là rõ ràng cái lợi và cái hại giữa cái việc giáo dục trường học và cái việc tự giáo dục. Và đương nhiên ở cuối video này mình muốn nhắc lại cái điều này. Bây giờ á, chúng ta đưa con đến trường học giống như một cái gì đó mà nó là một cái là mặc định. Rồi mặc định chúng ta con đến trường 2 buổi, cha mẹ cũng đến trường 2 buổi để đưa đón, đưa đón, đưa đón, đưa đón, và tiền chi phí cho con học tập. Có nhiều người họ tham nhũng, có nhiều người họ làm, họ tích lũy thật nhiều tiền để gì? Để nuôi con ăn học. Trong khi đó nếu chúng ta giải phóng được điều này, chúng ta có tự do về thời gian, chúng ta không cần phải là đúng cái giờ đó thì đến cổng trường và đúng cái giờ đó thì đến cổng trường để rước về.
Quá nhiều thời gian nhé, cộng lại thì cực kỳ nhiều thời gian luôn, đặc biệt là đối với những nơi mà xảy ra kẹt xe và những nơi trường học của nó xa nhà. Và nữa là chúng ta khi mà chúng ta có đủ tự do về thời gian, chúng ta giải phóng được thì chúng ta sẽ có thời gian để mà nghĩ, quan sát nhiều hơn, để mà thấy được những cái sự tuyệt vời của việc khi mà chúng ta rảnh rỗi. Đương nhiên khi mới tách ra thì ai cũng hoang mang, nhiều người sẽ hoang mang và cảm thấy trống trải, nhưng mà rồi chúng ta sẽ tận hưởng, chúng ta sẽ lấp đầy cái sự trống trải đó bằng rất nhiều cái giá trị của sự trải nghiệm thực tế, thay vì cái việc vô trong đó để mà nhận thụ hưởng những cái áp đặt từ những cái người khác, mà người khác có thể là thông minh, có thể dốt nát, có thể nhân hậu, có thể độc ác, có thể là bình thường, có thể bất thường, nhưng mà rồi chúng ta đều phải nghe họ áp đặt cho mình. Còn ở đây là chúng ta hoàn toàn tự lựa chọn, tự quyết định và chọn những thứ gì mà chúng ta yêu thích. Thì đây là Đoàn Quý Lâm nói thêm. Nếu mà chưa đủ thì Đoàn Quý Lâm sẽ tiếp tục quay clip nói thêm nữa. Và nếu mà các bạn có cái sự quan tâm về giáo dục không trường học thì các bạn sẽ bắt đầu tìm hiểu. Và khi các bạn bắt đầu tìm hiểu thì nó sẽ mở ra những cái giải pháp rất là tốt, rất là hay. Chứ không phải là chúng ta không có con đường nào để đi ngoài trừ là con đường mà người ta vạch cho mình đi. Có rất nhiều con đường, cứ yên tâm là như vậy, sẽ rất là tuyệt vời. Mình và tất cả những cái người mà đã dũng cảm lựa chọn cái mô hình này đều cảm thấy rất là tuyệt vời. Còn các bạn có cảm thấy tuyệt vời không? Các bạn có cảm thấy tuyệt vời không thì các bạn phải lựa chọn cái đã. Ok, xin chào.